Việc load file đã được set up, chia quay sẵn từ máy tính sang thiết bị cross server kỹ thuật số là một điều rất nhanh lẹ giúp người dùng chia quay cho hệ thống dàn âm thanh, set up các ngõ vào ngõ ra sẽ rút gọn thời gian nhanh hơn và tiện lợi hơn. Nhưng để thực hiện được với những sản phẩm kỹ thuật số, có những sản phẩm load file từ máy tính sang thiết bị rất đơn giản, chỉ một vài thao tác, nhưng lại cũng có những sản phẩm trên phần mềm có hơi dài dòng một chút xíu. Đối với sản phẩm cross server của hãng DB Acoustic, mã sản phẩm CD48, trước khi đơn vị NDT Audio kinh doanh bán ra, gửi hàng đến với khách hàng, thì đơn vị NDT Audio đều load sẵn chương trình đã được chia quay sẵn vào bên trong máy, bao gồm các ngõ ra đã được chia quay. Tùy theo khách hàng yêu cầu chia 2 quay, chia 3 quay hay chia 4 quay, hoặc là có loa monitor, không có loa monitor. Nhưng vừa qua có một số khách hàng có gọi điện đến đơn vị của NDT Audio xin cái file load vào bên trong chiếc máy này. Nhưng những sản phẩm đó khi đơn vị của NDT Audio kiểm tra trên máy tính xem khách hàng đó có phải là khách hàng đã mua sản phẩm do đơn vị của NDT Audio bán ra hay là không, thì là không phải. Dĩ nhiên, bên đơn vị NDT Audio, và nói thẳng, người thực hiện video này chính là Tài. Tánh của Tài thì vẫn luôn chia sẻ và vẫn luôn gửi file cho những vị khách hàng không phải là người mua sản phẩm ở đơn vị bán ra, vẫn gửi. Nhưng khi nào có thời gian thì Tài mới vào bên trên máy tính của mình gửi mail, gửi cái file đó sang địa chỉ email. Tuy nhiên, những vị khách hàng đó phải cung cấp địa chỉ email. Nhưng việc chia sẻ và gửi cuối cùng đã làm phiền rất là nhiều. Khi gửi file cho xong rồi, tải file xuống, đưa vào phần mềm, không biết cách, có nghĩa đưa vào phần mềm trên máy tính này nè, rồi mới cắm cáp ở từ máy tính, một đầu USB A và một đầu USB B, cắm vào cross server để load cái chương trình sang chiếc máy này. Không được, cuối cùng lại gọi điện. Có những lúc Tài đang lái xe ở đường đang rất là đông người, gọi điện qua Zalo, gọi điện video, bảo làm sao để load vào. Thôi thì hôm nay Tài nhín chút thời gian thực hiện một video, vui lòng xem cho kỹ để rồi tránh đi những tình trạng mà không mong muốn xảy ra. Ví dụ như việc mà Tài đang lái xe ở trên đường phố rất đông người, rất nguy hiểm. Để thực hiện việc load chương trình cho chiếc máy, việc đầu tiên vui lòng kết nối máy với nguồn điện, mở công tắc để máy khởi động và kết nối cáp USB với máy tính. Lưu ý là máy tính từ Windows 10 cho đến Windows 11 phải được mở sẵn tính năng tự động update driver và máy tính phải có kết nối với Internet. Việc cắm cáp vào trước như thế này, chiếc máy tính sẽ tự động dò tìm cái driver của chiếc máy này, rồi sau đó mới nhận cái driver vào bên trong máy thì mới hiển thị lên được cái cổng COM, có thể là COM 1, COM 2 hoặc là COM 12, 13, 14 gì đó. Máy tính sẽ tự động nhận cái cổng COM đó, thì việc sau khi mình khởi động phần mềm trên máy tính lên mới có thể kết nối với chiếc máy này được. Và một điều lưu ý nữa là đối với những chiếc máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10 nhưng mà những cái bản Win là Win bẻ khóa, Win không có bản quyền, thì đã được tắt đi cái tính năng tự động update thì vui lòng mở cái tính năng tự động update driver cho chiếc máy tính, và máy tính phải kết nối với Internet để máy tính tự động dò tìm cái driver của cái chiếc máy này để nhận được COM. Và màn hình mọi người thấy chiếc máy này là chưa có chương trình. Cái chương trình này sau khi người dùng sử dụng, mình load chương trình vào xong, mình chỉnh sửa theo loa sub, theo loa full của mình xong xuôi, mình đặt tên thì cái tên nó sẽ hiển thị nằm ở cái khung chừa đang còn cái chỗ trống này bên trong màn hình của chiếc máy. Và bây giờ thì Tài sẽ thực hiện quay trực tiếp vào bên trong màn hình để có một cái hình ảnh nó rõ nét hơn, là quay qua, sử dụng máy quay, quay qua cái màn hình thì nó không được rõ nét.
Sau khi đã kết nối cross-server với máy tính, việc trước tiên bây giờ mọi người phải có cái file đã được set up sẵn để mọi người load vào bên trong máy. Thì ở đây Tài mở cái mail của mình lên. Đây là cái mail mà Tài đã gửi đi cho khách hàng mà nói load không được. Thì rất đơn giản, khi mọi người nhận được mail thì nó cũng y như thế này. Đây, nhấn vào đây luôn. Đó, một cái tệp đính kèm nè, có cái tên là file loading CD48. Rồi nhấn vào cái mũi tên này để tải cái file này xuống. Và lưu ý, đây là một cái file đã được nén lại thì mới gửi được. Thì sau khi mình đã tải về rồi, vào download của máy tính, mở ra, đây, file load CD48. Thì trước tiên phải xả nén cái file này ra, lít chuột phải, chọn extract file và nhấn OK. Sẽ xuất hiện ra đi được một cái thư mục nữa. Đây chính là cái thư mục mà Tài đặt là chương trình số 1 đó, Highway, Full, Sub và Mon. Rồi việc này mình cứ để nguyên ở đây. Và phần mềm dĩ nhiên là trên cái video trước, Tài cũng đã có một video chia sẻ để cài đặt cái phần mềm này ra rồi. Lưu ý là cái phần mềm này trên sản phẩm DB Acoustic CD48 là không phải phần mềm chạy trực tiếp, mà mình phải cài đặt ra nằm ở trên máy tính của mình luôn. Và Tài sẽ click đúp vào cái icon này để mở cái phần mềm lên. Sau khi khởi động phần mềm thì đây là một cái phần mềm mà Tài đã cố tình làm ra mới hết hoàn toàn như thế này để dễ cái việc chia sẻ. Có nghĩa phần mềm này chưa được kết nối với một chiếc máy cross-server nào. Đây là một cái phần mềm mới vừa cài ra xong. Thì bây giờ bắt đầu mình phải đi kết nối cái phần mềm này với cả chiếc máy này bằng cách lít chuột phải vào đây, chọn mục L-Device. Và ở đây nó sẽ nổi ra chữ CD48. Và ở đây là phần Network Board, là kết nối không dây. Cái này trên video trước Tài có chia sẻ rồi. Bây giờ mình phải mở cái cửa sổ này ra, vì bây giờ là mình sử dụng bằng cáp USB. Thì mình sẽ chọn là Serial Board. Rồi, ở đây. Đó. Cái việc lúc nãy Tài có nói là mình phải kết nối cái chiếc máy này vào với máy tính trước để máy tính tự động đào tải các driver, và nó đã nhận được cổng COM. Ở đây là COM 8 rồi nè, COM 8 USB Serial Device nè. Nhấn vào cái này. Đó, như thế này. Rồi bây giờ sẽ nhấn OK, chờ đợi. Bắt đầu phần mềm đã được hiển thị lên, nhưng máy vẫn chưa kết nối mọi người nha. Mình phải xem bên cái góc trái của màn hình này. Đây có cái mục Login. Thì bây giờ Tài sẽ nhấn vào cái Login, chờ đợi con chuột nó xoay trong vài vòng. Rồi, như thế này rồi thì máy đã được kết nối với phần mềm. Và để load chương trình đó thì phải vào cái mục Essence ở đây. Cái mục Essence ở đây nó bao gồm là để mình lưu nè, lưu chương trình. Nó tổng cộng là có 32 con số để mình set up xong các cái chương trình mình lưu vào đây. Thì chiếc máy này đang là một chiếc máy mới, máy trống, chưa có gì cả. Và nếu như trên máy của mọi người mà đã có cái file load đó, thì nó sẽ được nằm ở bên cái khung bên này, chỗ con chuột Tài đang xoay nè. Nhưng ở đây mọi người thấy chưa có. Cái điểm này là một cái điểm khó, để mình đã có được một cái file rồi. Đó, mở nhỏ phần mềm lại. Đã có được một cái file download rồi, nằm ở đây rồi. Nhưng bây giờ làm sao để đưa vào bên trong cái phần mềm này là một điều nó hơi khó khăn ở cái chỗ này. Rất đơn giản, ở đây mọi người thấy nó có báo là ổ cái phần mềm này mình cài đặt ra nó nằm ở trên C này, thấy không? C nè, RAW RAM file nè, x86, Audio Pro Cassette, DB Acoustic. Đó, Pro Cassette nó nằm từng cái thư mục một á. Rồi cái file đó phải được đưa vào cái thư mục là data nè. Ở đây có chữ data nè, data, rồi xẹt một cái nữa nè mới tới cái chỗ thư mục là send. Đó, mình phải xem ở cái mục này trên cái phần mềm nó báo
là cái chương trình phải được nằm ở tại cái vị trí này thì mình mới load sang cho chiếc máy này được. Rồi bây giờ mình phải đi vào Disk PC, mở cái ổ C này ra, rồi mở cái program file x86 này ra, và nó nằm là Audio Pro Cassette. Đây, cái thư mục Audio Pro Cassette nó nằm đây luôn. Mở nó ra, rồi tới cái thư mục là DB Acoustic Pro Cassette. Đó, tiếp tục mở cái thư mục này ra, thì ở trong đây nó có một số file chạy của máy. Vui lòng không xóa một cái nào ở trong đây nha. Thì tiếp tục là cái thư mục Data. Mở cái thư mục Data này ra nữa. Rồi, từ cái thư mục Data đó, mở thêm cái thư mục Essence này ra một cái nữa. Đó, nó đang trống. Thấy không? Nó đang trống nè. Rồi, bây giờ rất đơn giản, nắm cái file này, cái file mà đã xả nén rồi á, mở lại nè, file loss CD48 nè. Rồi, nắm cái này thả qua đây. Nó hỏi mình lại như thế này, mọi người cứ nhấn vào continue. Đó, rồi, nó đã được sang đây. Bây giờ nó đang nằm ở đây rồi, tắt nó đi. Nhưng trên phần mềm, mọi người không thấy, thấy không? Nhấn vào replace, có nghĩa rằng mình load nó đó, mình reset nó một cái để cho nó load cái đó vào đây. Thì bây giờ nó đã được nằm ở đây rồi. Rồi bây giờ làm cách nào để cái này thì nó đang nằm ở trên máy tính của mình, nằm ở trên phần mềm trong thư mục của máy tính, và làm sao mình đưa nó sang đây nè. Đó, sang đây thì nó mới vào cái chiếc máy này được. Ở đây mọi người xem ở bên dưới, nó có một cái mũi tên upload ha. Cái mũi tên này là mình đánh dấu vào cái phần mềm này, ý là xin lỗi, đánh dấu vào cái file load này. Đó, đánh dấu vào cái file load này. Rồi, nhấn vào đây, upload. Đồng ý hay không? Đó, nhấn OK. Đợi chút xíu, tiếp tục nhấn OK nữa. Đây, nó đã được sang đây. Để tài mở rộng cái phần mềm lên luôn. Đây, bây giờ nó đã được nằm ở đây. Nhưng mà để kiểm tra xem nó có vào máy mình hay chưa thì bây giờ mọi người nhấn lên trên này vào cái chỗ EQ nè. Ở đây vẫn chưa báo gì hết. Tại vì cái chương trình này Tài đã set up và thiết lập nó. Ví dụ như cái AO1 này là full LED nè, thì nó phải có cái chữ là full LED. Rồi AO2 này cũng là full LED, nó cũng phải có cái chữ full LED. Rồi AO3 là full RAI. Nhưng hiện tại là mình đã load nó vào máy mình rồi, nhưng mà ở đây chưa có báo luôn. Rồi tiếp tục trở lại cái mục Essence này. Tại vì sao? Bây giờ mình tít vào đây một cái, và dưới đây có chữ load nè. Đó là gọi như là bây giờ cái chương trình này nó đã nằm ở trên máy của mình rồi, thì bây giờ mình phải gọi cái chương trình này ra bằng cách nhấn vào load. Đó là gọi chương trình. Bây giờ trở lại cái chỗ EQ hồi nãy. Đây, mọi người thấy những cái nhóm group, group 1 của ngõ full, Tài đã làm nó, tạo nó. Rồi ở đây, ở trên nó cũng có chữ nè, full LED nè, thấy không? Full RAI nè. Rồi sub nè, sub 1 nè, sub 2 nè, mon 1, mon 2 nè. Rồi bây giờ thì ở trên đây, muốn cho nó đừng hiển thị lằng nhằng mấy này nữa thì tít bỏ mấy cái dấu này đi, để cái dấu này để mình thấy được cái điểm cắt. Chứ nếu mà tít luôn vậy là nó mất đi luôn, là mình không thấy á. Để cái này. Còn cái này ở trên là cái phay. Đó, sau khi mình cắt thì đây là những cái phay mà nó hiển thị ra như thế này cho mình thấy. Nếu như bị rối rắm quá thì tít bỏ cái dấu chữ phay này đi. Trên cái chương trình này không phải là một chương trình hay hẳn 100%. Lưu ý, những cái chương trình load sẵn này chỉ là những cái bản dựng. Bản dựng sẵn, ví dụ như là cái mục Routing. Đây, ví dụ như Routing là chọn cái gì cái gì. Ví dụ như cái in A này nó sẽ ra ngõ nào, ngõ 1, ngõ 2 nè. Rồi in B nó ra ngõ 3, ngõ 4 nè. Rồi cái in C nó ra ngõ 5, ngõ 6 nè. Rồi cái in D nó ra ngõ 7, ngõ 8. Là Routing đã được Routing sẵn. Cắt cũng đã được cắt sẵn. Ví dụ như ở đây là sub thì đang cắt là từ 30Hz. Lấy cái điểm của thấp nhất của sub là 30Hz. Rồi điểm cắt là 100. Đó, đây là cái điểm cắt của lò sub.
Tuy nhiên, những cái vấn đề ở chỗ này, nắng rồi gò, ví dụ như lo súp nó bị, sau khi đo RTA nó bị lõm chỗ nào, nó bị thiếu đi cái phần nào ở chỗ này, thì người dùng phải set up trên loa của mình. Lưu ý là sau khi kết nối máy và load cái chương trình này vào là một cái bản dựng đã được tạo sẵn rồi, mọi người phải set up theo loa của mình thì mới có chương trình hay nhất có thể. Ví dụ như full sẽ là điểm cắt, nó sẽ giao thoa với loa sub là 100. Tuy nhiên có những dòng loa full nó được cộng hưởng lên, có thể không cắt xuống tới 100 này mà phải cắt lên thêm nữa 110Hz hoặc 120Hz. Rồi cái độ dốc thay đổi tùy theo để canh cái điểm pha với nhau cho nó đồng pha. Và lưu ý rằng mục delay ở đây tất cả đều là chưa có delay, bởi vì đây là cái chương trình bản dựng sẵn. Full LED, Full RIDE, Sub 1, Sub 2, Mon 1, Mon 2, tất cả chưa có delay. Việc delay này phải có kỹ thuật. Và nếu như người dùng có RTA, có Smart đo để delay trên hệ thống loa của mình là một điều tuyệt vời, là một điều hay nhất và dàn nhạc sẽ tuyệt vời nhất. Sau khi mình chỉnh sửa xong rồi, ví dụ như cái chương trình đã được load vào máy, thì mình có chỉnh sửa cái gì đó mà nó hay nhất có thể trên cái dàn máy của mình rồi và mình muốn save lại, thì tiếp tục mình nhấn vào đây. Đó. Thay vì mình save đè vào cái chương trình này vẫn được, nhưng nếu mình muốn giữ cái chương trình này để sau này có gì mình còn load lại, thì mọi người đã điều chỉnh EQ rồi các cái thứ gì ở đây. Đó, ví dụ như loa sub mình có thể là nâng giải nè, rồi mình thu gọn nè. Ở đây Tài mới kéo là giải EQ số 3 nâng lên ví dụ như 7.3 nè. Rồi ở đây muốn thu nhỏ cái điểm mà điểm mình nâng này lại á, tại vì nó bị lem sang mấy cái tần số kế bên, thì vào cái chỗ này, cái chỗ octa nè. Đó, thu nhỏ nó lại ví dụ như là 1 nè, Enter. Đó thì cái EQ số 3 này nó sẽ gom nhọn cái chỗ này lên thôi, nó không có bị lem ra những cái tần số kế bên. Rồi sau khi mình đã chỉnh sửa xong như thế này thì muốn lưu lại, nhấn vào Accent tiếp. Và mình tiếp vào chỗ số 2 nè, mình đặt một cái tên A, B, C, D, E, F gì đó. Đó. Rồi, nhấn vào Save. Đó, là nó tiếp tục save thêm một cái chương trình nữa. Rồi, đến đây thì Tài tin chắc rằng mọi người sẽ làm được. Và khi thoát chương trình, mọi người vui lòng nhấn vào cái Logout. Đầu tiên vào để mình kết nối với máy thì Login. Còn bây giờ mình thoát chương trình ra thì mình nhấn vào Logout. Rồi, như vậy là máy đã không còn kết nối với phần mềm, không còn kết nối với chiếc crossover nữa và tắt thoát phần mềm thôi. Chúc tất cả mọi người sẽ thành công với những cái Tài đã chia sẻ. Và cái file load này Tài có để đường link ở bên dưới phần mô tả, và Tài có để nó ở trên Google Drive trên cái mail của mình. Thì cái đường link Tài để ở bên trong phần mô tả, mọi người click vào cái đường link đó để tải cái file load này xuống. Chúc mọi người thành công.